New Mập Review xin chào các bạn. Người đàn ông mà các bạn đang thấy ở đây, trong lúc đi du lịch trên biển đã không may gặp phải một tai nạn, nên vô tình anh bị sóng đánh trôi dạt vào cái hòn đảo hoang vắng này luôn. Để có thể tồn tại ở đây anh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là khổ cực, cơ mà cực khổ này có gì đó nó lạ lắm các bạn ạ. Nào hãy cùng mình theo dõi xem cuộc sống hàng ngày của anh ấy trên hòn đảo này nhé. Điều kiện thiết yếu đầu tiên để sống sót được là chúng ta phải có nước uống cái đã. Thế nên anh chàng này liền leo lên cây rồi đốn ngay một quầy dừa. Có quả dừa trong tay thì phải chặt ra làm ngay một ngụm mới sảng khoái chứ. Ây da, nước dừa ngon ngọt đến giọt cuối cùng luôn các bạn ạ. Mà muốn sinh sống lâu dài thì chỗ che mưa che nắng cũng rất cần thiết nữa. Anh trai này liền đi chặt vài cái cây về để làm khung lều, sau đó lấy lá cây có màu xanh đắp lên phía trên làm nóc. À, nãy giờ mình quên giới thiệu nữa chứ. Tên đầy đủ của anh ấy là Chuba Bimo Nha Nhố, mà thôi chúng ta cứ gọi là anh Bu đi cho nó gọn nha mọi người. Nhà cửa nước nồi anh ta có đầy đủ hết rồi. Đói bụng của anh Bu bây giờ đang kêu lên vì đói rồi, nên anh ấy lặn xuống biển để tìm xem có thứ gì ăn được không. Ơ kìa, tôi thấy có hai cọng râu của con vật gì đó đang lú ra bên trong hốc đá kìa anh trai. Vãi nồi thì ra đó là một con tôm hùm khổng lồ các bạn ơi. Bắt được con tôm này là ấm êm bữa ăn luôn ha anh Bu. Tiếp theo anh ta đi xung quanh nhặt một ít củi khô đem về, rồi dùng cây đào lớp cát lên tạo ra một cái hố. Tiếp đến dùng dụng cụ đánh lửa mà anh đã nhặt được trên đảo để tạo lửa, bỏ thêm cây khô vào cho ngọn lửa cháy lớn hơn. Công đoạn cuối cùng là để con tôm to bự lúc nãy lên rồi nướng thôi. Sống trên đảo này cái gì nhanh gọn lẹ thì nên ưu tiên nha các bạn. Ôi trời, để lên lửa một xíu thôi mà con tôm đã vàng ươm như thế này rồi. Ủa, cái trái màu vàng đó là chanh hả anh trai? Ái chà, ổng còn có muối tôm Tây Ninh nữa mới ghê chứ. Sao ảo ma vậy nhỉ? Đừng bảo với tôi là anh đặc shipper giao đến tận chỗ này luôn nha trời. Ôi xem con tôm chín nè, mùi hương thơm vãi mọi người ạ. Dưới vào miếng thịt tôm một ít nước chanh ăn cho chua lè chơi. Không quên bỏ thêm muối tôm đặc sản của Tây Ninh nữa. Nhìn anh ấy ăn mà tôi chảy nước miếng luôn rồi. Thấy anh Bu ăn uống khổ cực như vậy trông tội thật sự các bạn ạ. Ước gì Miu Mập có thể gánh thay cho anh cái khổ cực này ha ha. Sau một hồi thì những thứ còn lại lúc này chỉ là cái đầu tôm thôi. Vãi trưởng, màn phóng dao vừa rồi hơi bị đỉnh của chóp đó anh trai. Sau khi ăn no nê xong thì ngồi trên tảng đá uống nước dừa, nếu cảm thấy ngồi chán quá thì đứng lên uống. Không biết nước ngọt từ đâu mà chảy ra từ khe đá này như đúng rồi ấy nhỉ. Uống vào thì nước có mùi như H2O vậy. Oh my god, còn con rùa này bị sao mà chết trôi giặt vào bờ đây không biết. Nói chứ với trí sáng tạo của mình, anh Bu đã chế tạo ra được một cây phóng lợn. Còn cái son này là anh ấy mới vừa nhặt được ven bờ biển nha các bạn. Ủa mà anh hái loại lá này chi vậy anh trai? Mình không biết là lá gì nhưng hình như anh Bu định dùng nó để nấu canh thì phải. Mới lên đây có mấy ngày mà trông anh ấy giống thổ dân quá đi mất. Ủa khoan, anh hỏng kiểm tra kỹ xem coi chừng có một chiếc lá ngón trong đó rồi sao? Thôi lá gì thì bây giờ anh Bu cũng kệ các bạn à, chỉ cần được no cái bụng là ok con tê tê rồi. Ái chà, ngủ ôm cây phóng hợi thủ sẵn cho nó an toàn hả anh trai? Như vậy là đã hết một ngày sinh tồn của anh Bu đẹp trai trên hòn đảo này rồi. Hello anh trai, hôm nay anh dậy sớm thế nhỉ? Bây giờ anh ấy đang len lỏi qua những gốc cây để tìm kiếm thức ăn cho ngày mới. Bên dưới là khá nhiều gai nhọn, lỡ xui xui đạp chúng một phát thì lại ối giời ơi luôn. À, để kiểm tra xem dưới khúc cây này có gì không đây. Vãi, có cái nịt nhé các bạn. Ôi trời đất ơi, anh Bu của chúng ta vừa mới lụm được một bé cua nè mọi người. Do trông nó còn nhỏ quá nên thôi tha cho bé này một mạng vậy. Có vẻ là anh ấy đã phát hiện ra điều gì nữa rồi thì phải. Tò mò quá, anh mau mau bắt nó lên cho chúng tôi chiêm ngưỡng với. Đây rồi, chính nó, một con cua biển có hai cái càng khổng lồ. Lấy cọng dây buộc lại liền để tránh trường hợp bé nó chạy mất. Ái chà, tiếp tục ổng lại phát hiện thêm một con cua nữa. Mà con này trông có vẻ rất chiến luôn các bạn ạ. Đó một xíu nữa thôi là mất cái lóng tay rồi thấy chưa. Nhưng anh Bu của chúng ta là ai cơ chứ? Dăm ba con cua này sao mà khiến anh ấy sợ hãi được. Đấy, chỉ cần cầm vào hai cái càng như vậy là nó hết phản kháng ngay ấy mà. Vãi, mới đi nhẹ có vài vòng thôi đã nhặt được hai con cua biển. Mau đem về thôi nào, sướng nhất là anh Bu đây rồi ấy nhé. Cái gì nữa thế ông thần? Sao anh cứ cà khịa người ta hoài vậy? Nó mà kẹp chúng một phát thì đừng hỏi vì sao nước biển lại có vị mặn nhé. Đùa giỡn vậy là đủ rồi, bây giờ anh ấy đang bẻ củi về nhóm lửa để nấu ăn. Ây ra, lượm mấy trái dừa khô này làm gì vậy anh trai? Thì ra anh Bu dùng sơ dừa cho việc nhóm lửa dễ hơn các bạn ạ. Sau khi đã có than rồi thì bỏ hai bé cua lúc nãy vào thôi. Ơ kìa, chạy đi đâu mà trông có vẻ gấp gáp thế anh Bu? Ổng lụm hai thanh gỗ này để làm gì nữa đây nhỉ? Tiếp đến anh ấy đặt thanh cây vừa mới nhặt được lên như thế này. Vãi trưởng, thì ra anh Bu làm một chỗ để ngồi lên chơi giết thời gian đây mà. Nhìn xa xăm xem có con tàu nào chạy qua đây không, để còn ra tín hiệu SOS cho nó vào cứu nữa đúng không anh trai? Ối giời, sau một lúc thì con cua đã chín đỏ rồi nè mọi người. Thử ăn một cái càng cua, ta nói nó phê lòi luôn các bạn ạ. Hôm qua ăn tôm hùm, hôm nay thì ăn cua siêu gạch, không biết là anh đang đi sinh tồn hay là giang đi nghỉ dưỡng đây không biết nữa. Ở nơi này chừng khoảng một tháng, chắc anh Bu của chúng ta sẽ mập lên thêm cả chục kia mất thôi. Ăn xong anh ấy liền ra hít xà đơn vài chục cái cho giảm mỡ luôn. Đúng rồi, ráng tập cho nhiều vào để được cơ bụng 6 múi thì gái mới mê nha anh. Thôi, video review con người và cuộc sống của chúng mình đến đây cũng hết. Nhớ ủng hộ kênh Miu Mập Review phát triển nhé cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.